cha ta, vì cha con nữa là bác, con ngoài bác. Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Con là Pedro Tuấn, con năm nay 45 tuổi ạ. Con ở ngoài bác, con ở sông Thanh Hóa. Thanh Hóa, rồi. Các em nhìn thẳng xuống, và nó to lên, để con nhìn, anh nó to lên. Dạ, tôi ra thì con thì được nhiều hơn lắm. À, nhưng mà con mới kể sơ sơ mấy ơn vừa đây thôi. Và ông ở đây để cách đây 2 năm về trước thì con mới ngã một lần, nhưng mà lúc nhất như một tiếng sau thì con nó hồi lại và kêu ca có chúa cứu con để không được gì. Và lần thứ hai vừa rồi là vợ con bị ung thư á, để cắt bỏ đi được 2 năm rồi, để cắt ung thư vú rồi, cắt bỏ đi được 2 năm. Nhưng mà con không có tiền trả, bây giờ nó di căn nó lên nó nát rồi. Bác sĩ thì đi bên các bệnh viện thì họ bảo là bây giờ giai đoạn cuối rồi, thì các bác sĩ bó tay để trả con về. Thì con nghe thằng cháu nó giới thiệu ở Cha Long ở trong này, còn trong Sài Gòn thì con mới vào trong này. Thưa cha, hôm nay là được 16 hôm rồi, nhưng hôm nay vợ con vợ đi vợ lại mấy lần, nhưng mà thưa cha là mức khỏi được 70-80% này. Tôi lên đây để cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn và người có thể cầu nguyện cho các con đến một buổi kia con về. Vâng, anh đi về cho tôi gửi cái máy một cái đài cho Long. Cái máy năm cho bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Anh gửi tặng cho chị đấy, và nói với chị là cộng đoàn vẫn tiếp tục cầu nguyện cho chị để chị đã được ơn chữa lành một phần xác, thì chị Chúa sẽ chữa lành cả bệnh tâm hồn, và cho chị luôn luôn vững tin vào Chúa nha. Anh chị em thấy đây là một cái mẫu gương của người chồng bệnh vợ của mình bị bệnh như vậy, cắt bỏ hết cả lồng ngực vì ung thư, nhưng mà vẫn không có bỏ người vợ của mình, vẫn lặn lội từ miền Bắc vào đây. Anh ở đây là bao nhiêu ngày rồi? Con ở đây những ngày là 15 ngày. 15 ngày mà em trở về Bắc, suốt 15 ngày ở đây đi lễ cầu nguyện cho vợ của mình. Và người vợ thì đã được chữa lành 70-80%. Bác sĩ chê và mọi người chê, chỉ có Chúa không chê và chồng không chê. Tại vì khi một người phụ nữ bị như vậy thì nhiều người chồng chê lắm. Ấy thế mà anh đã lặn lội đến đây 15 ngày để cầu nguyện cho vợ của mình. Không một chút nản lòng, không có một chút ngờ vực, không có ngả lòng chạy theo bất cứ người phụ nữ nào, hay là thần bói, thầy chùa, thầy ngải nào cả, mà chỉ bám chặt với lòng thương xót của Chúa. Thưa chị em, những người vợ mà có được những người chồng trung thủy như thế này, kiên trì như thế này, và tin tưởng vào lòng thương xót Chúa như thế này, thật là có phúc. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi bà đi quốc